Vào thứ Bảy cuối tuần vừa qua, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức buổi tiệc hội ngộ vào 7 giờ tối tại nhà hàng Ruby Rouge nằm ngay phố tàu của thành phố Montréal. Đây là buổi họp mặt chính thức đầu tiên trong cộng đồng kể từ khi mùa xuân chính thức đến tại vùng đất lạnh giá này. Đã có hơn 300 đồng hương đến tham dự, trong đó có nhiều cựu quân nhân trong nhiều binh đoàn của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Rất nhiều vị cựu quân nhân đã mang trên mình bộ quân phục của mình đã được lưu giữ trong nhiều năm nay và trong những buổi họp mặt với đồng đội như là vào tối hôm nay mới đem ra mặc trên người để nhớ về những ngày trong quân ngũ. Như tất cả những buổi họp mặt chính thức trong cộng đồng Việt Nam tại thành phố Montréal, buổi họp mặt đã được bắt đầu bằng những nghi thức chào quốc kỳ Canada và Việt Nam. Và mọi người cũng đã cùng nhau tưởng niệm về những đồng đội của mình đã không còn có dịp cùng đứng tại nơi đây với đồng đội xưa. Sau những nghi lễ chính thức, ban hợp ca của cộng đồng đã cùng nhau hát lên bài Hùng ca Xuất quân. Những ca viên trong ban hợp ca tuy chẳng phải là ca sĩ, nhưng họ đã biết thể hiện thật tốt bài hát này. Họ hát bằng trái tim, bằng nhiệt huyết của thời trai trẻ. Chính vì thế mà mọi người hiện diện đã cảm nhận được sự trang nghiêm, hùng dũng thoát ra từ bản nhạc mở đầu phần văn nghệ vào tối hôm nay. Chúng tôi đã có dịp hỏi chuyện cùng với vị hội trưởng của Hội Cựu Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Montréal. Mời quý vị theo dõi sau đây. Bên cạnh chúng tôi đang có sự hiện diện của ông Lê Văn Trang là hội trưởng của Hội Cựu Quân Nhân tại Montréal. Hoàng Anh Quốc xin được kính chào ông. Vâng, tôi xin chào quý đài và xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ vâng, thưa bác, xin bác cho biết ý nghĩa của buổi họp mặt ngày hôm nay. Thì như tôi đã nói trong cái lời chào mừng quan khách, nghĩa là đây là buổi họp mặt thường niên của anh em cựu quân nhân tại Montréal. Đây là dịp mà chúng tôi kiểm điểm lại quân số, xem thử ai còn ai mất sau một năm dài xa cách. Dạ vâng, thưa bác, như là bác vừa nói là hội của bác đang kiểm lại quân số thưa bác. Như vậy hiện nay quân số của hội của bác bao gồm bao nhiêu hội viên? Khởi thủy thì chúng tôi có 600-700 hội viên, nhưng mà bây giờ với thời gian nó mai một đi, những người lớn tuổi thì cũng lần lượt đã ra đi. Hiện tại cái người mà trẻ nhất trong hội cũng phải khoảng 75 tuổi rồi, thì anh nghĩ cái trường đó đương nhiên nó sẽ thưa vắng càng ngày càng nhiều, nó không còn như ngày xưa nữa đâu. Dạ vâng, thưa bác, như vậy bác có buồn hay không khi mà một ngày kia hội cựu quân nhân tại Montréal sẽ không còn nữa? Trong cuộc sống chúng ta phải chấp nhận cái định luật thiên nhiên, cái là đời thì có sinh phải có tử. Thì cái chuyện đương nhiên có những hội đoàn thì mỗi ngày một thăng tiến, vì có những cái tiếp nối. Riêng hội cựu nhân thì không có người tiếp nối nữa, thì chắc chắn nó sẽ mai một. Xin cảm ơn bác. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Hội Cựu Quân Nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại nơi đây đã được hình thành từ những năm đầu tiên mà cộng đồng Việt Nam đã sang định cư tại thành phố Montréal. Như lời giải thích của ông hội trưởng, chúng ta biết được rằng liên lỉ suốt 40 năm hoạt động, số hội viên có khi lên đến gần 1.000 người. Nhưng nay thì số hội viên đang ngày một ít đi. Trong những buổi họp mặt như là vào tối hôm nay cũng là dịp để mọi người cùng nhau điểm lại quân số, chào nhau, hỏi thăm sức khỏe và cùng nhau chia sẻ những mất mát trong năm vừa qua. Hội viên nay ai cũng đã già, nhưng sự tinh anh, lòng yêu nước, sự khôn ngoan là một kho tàng vô giá mà giới trẻ có thể mãi học hỏi, nhất là từ những buổi họp như là ngày hôm nay.